Alo, xin chào một buổi chiều hôm nay. Đó là ngày 23 tháng 4 năm 2024. Với chủ đề nhắc lại luật pháp lực 2023 và 2024. Việc đầu tiên là mình xin cảm ơn hết tất cả những người đã bỏ thời gian quý báu của mình đã xem những cái clip vừa qua, xin cảm tạ. Và bây giờ chúng ta đi vào chi tiết một, đó là chiều nay nó như thế nào. Thời sự nóng nhất có cái gì đặc điểm? Thứ nhất là hiện tại hồ sơ đã đưa lên Thượng viện Mỹ với 61 tỷ USD đã viện trợ, đã ký ở dưới Thượng viện. Và bây giờ đang thảo luận, đang thảo luận ở Thượng viện. Theo mình nghĩ và tình hình nắm được tại ở Thượng viện Mỹ là đa số đảng dân chủ, cho nên thì việc tiến hành để thông qua cái luật này mình nghĩ là tuần này, tuần tới là sẽ đưa đến tổng thống sẽ ký ngày hôm nay và còn ngày mai hai ngày hoặc là ba ngày, thứ bảy và thứ hai hoặc thứ tư, thứ ba tuần sau là đã đưa đến tổng thống. Và khi đã ký thành luật rồi, tổng thống đã ký thì viện trợ đã để sẵn trên xe và đưa đến Ukraine trong cái chuyến tuần sau. Đó là sự mong mỏi của những người ủng hộ Ukraine. Đó là mục đích đầu tiên. Việc thứ hai là gì? Là Nga đang lên một cái kế hoạch phải nói là tàn ác. Đó là sẽ tấn công Kharkov. Họ muốn tranh thủ thời gian còn lại trong lúc này. Trong lúc này để họ tấn công và phá hủy, dù ăn không được hay không được cái chăng nữa, chiếm thành phố này hoặc là không chiếm được, họ muốn phá hủy nó hoàn toàn. Coi như là cái mình nói câu là ăn không được phá cho hôi, dạng gì thấy một con quỷ nó độc ác chưa, nó quá tàn nhẫn và độc ác. Còn sự nóng hổi ngày hôm nay tiếp theo là vấn đề phòng thủ Patriot. Phải nói là EU đang họp và cũng đang chần chờ để giúp Ukraine chiến này. Những cái nước khác, 30 mấy nước kia chần chờ. Chần chờ đó, khi mà cái gói viện trợ của Mỹ nó cho cái gì trong đó, nó cho những cái mục linh tinh cái gì, thì thằng EU này mới quyết định. Trong thời gian này chỉ có một nước duy nhất thôi, mình cũng chưa biết nước nào, chắc là Đức. Đức là người đi tiên phong nhất trong cái vụ này. Vừa rồi đã
ba cái Patriot rồi. Bây giờ cũng là chắc chắn sẽ thêm một cái nữa cho thằng Ukraine. Đó là phần 1 mà mình đã trôi qua ha, trôi qua cho nó lẹ một tí xíu. Đó là phần 1. Còn phần 2 là cái gì? Tình hình hiện tại của phân tích về tình hình hiện tại của thằng Ukraine nó ra làm sao? Nói chung là khó khăn bạn ha, chúng ta đang gặp khó khăn vì gì? Cái gói viện trợ phải chờ đến cái tuần sau là đang khó khăn trong lúc này. Mà chúng ta phân tích thử còn lại từ đây tới tuần sau, chắc Nga có chiếm được Kharkiv hay không? Chúng ta phải chờ xem. Chúng ta phải, chúng ta giống như là phân tích nó ra. Có thể Ukraine lúc này có thể còn chống chọi được hay không với vũ khí còn lại. Chúng ta theo mình nghĩ có thể được. Đã 3 tháng vừa rồi ha, trước đây 3 tháng mình phân tích, trước đây 3 tháng Ukraine còn giữ được cho tới ngày hôm nay ha. Nga đã tấn công ồ ạt khi mà cái viện trợ của Mỹ đang giằng co tại Quốc hội. Thì trong cái thời gian còn lại từ đây đến tuần sau, mình nghĩ là Ukraine sẽ cầm cự cho đến giờ phút chót. Thì là mọi việc sẽ ổn thỏa. Nói chung là mọi việc sẽ ổn thỏa. Đó, mình chỉ phân tích sơ các bạn biết là còn riêng Nga thì Nga muốn phá hủy hoàn toàn, coi như ăn không được phá cho hôi. Tại vì ngay cái chỗ đó không có phòng không ấy, họ dùng máy bay và tên lửa tầm xa họ bắn vào, không phải là lính mà người dân, họ muốn được, họ muốn diệt người dân cho người dân sợ. Nhưng đã trải qua 20 năm nay coi như là người dân cũng chả sợ, sợ chết thì chết, sống sống người ta vẫn còn bám trụ tại đó. Và giờ có tin mới của Mỹ và đồng minh tiếp sức cho Ukraine thì dân Ukraine đã vỗ tay ấp lòng. Đó là việc mình cũng là người ủng hộ cho Ukraine từ lúc khai chiến đến ngày hôm nay. Mình ủng hộ đó là gì? Là chẳng qua một thằng độc tài đánh một thằng dân chủ thôi. À, đúng vậy thôi. Rồi, mình đây đến phần thứ ba. Phần thứ ba là tình thế lúc này, so sánh thử tình thế lúc này Ukraine và Nga có lợi thế như thế nào. Về phía Nga còn lại, chúng ta so sánh nha. Về phía Nga còn lại từ tuần này, hôm nay là thứ thứ năm rồi, đến giữa tuần sau ha, Nga có chiếm được Kharkiv hay không? Chúng ta phải tính. Và tình thế bất lợi cho Ukraine trong vòng một tuần nữa từ đây tới tuần sau
cái lợi thế. Ai sẽ là lợi thế? Mình phải so sánh thử xem. Thì tất nhiên rồi, một thằng nó to, đạn dược nó nhiều ha, đạn dược nó nhiều, người dân nó cũng nhiều, tất nhiên là nó có lợi thế. Còn một kia đang cạn kiệt vũ khí mà quân số thì là không bằng đó, mình so sánh hai cái đó thì thằng kia đang lợi thế, đông binh đông vũ khí. Nhưng có một điều là vũ khí của họ không tối tân. Thằng kia là lợi thế, dân đông, vũ khí nhiều. Nó cần bắt cả tù nhân đi ra chiến trường, phạm tội đi ra chiến trường. Thấy độc ác chưa? Thì nói về lợi thế thì Nga, mình nghĩ Nga đang trong tuần này sẽ có lợi thế. Còn việc có chiếm được Kharkiv hay không, đó là một điều phải chờ thời gian trong từ đây tới tuần sau thì mới biết kết quả được. Còn Ukraine trong tình thế lúc này là bất lợi. Nói chung là bất lợi nha các bạn. So sánh một bên nó to, một bên nó nhỏ thì là phải nghiêng về thằng to rồi. Thế không thể nào mà so sánh cho nó được. Này, chúng ta mình so sánh điều đó. Còn từ tuần sau nữa, tuần sau nó ra sao như thế nào thì cái lợi thế có thể là nghiêng về Ukraine hơn, thì phải coi xem trận đánh và súng đạn của Mỹ đưa đến và châu Âu nó đưa đến, thì lúc đó nếu mà có cái attack MF thì tầm xa 300 thì là dớt tới biên giới luôn, tới ranh giới luôn, có thể là được. Và một cái tin nữa mình nghe thôi, nghe trên mấy YouTube khác, Stratus của Đức cũng chuẩn bị lên đường. Điều đó thì cũng phải chờ vài ngày nữa thì mới biết. Rồi, cái mục so sánh đó mình cũng thấy thằng kia là nó to, nó bự, nó súng nhiều, quân đông thì là nó có lợi thế rồi. Mình không có thể nào mà so sánh bằng nó được. Rồi, đến mục thứ tư là dự đoán sắp đến. Mình dự đoán sắp đến nó thử như thế nào. Sắp đến thì sau khi Quốc hội Mỹ đã ký 60 tỷ rồi, thì không những 60 tỷ của Mỹ về súng đạn dược mà còn cả tiền bạc nữa, hỗ trợ tiền bạc trong đó. Nhất. Và mình dự đoán là anh sẽ nghe tin là anh đã cấp thêm 500 gì đó, 5 đến 600 gì đó, được. Bản anh này cũng lợi thế. Dự đoán là nó, mình dự đoán sau một tuần nữa thì Ukraine sẽ coi như là có lợi thế ha, dự đoán là điều đó. Còn có chiến thắng hay không mình cũng chưa biết nó như thế nào, tại trong thời chiến tranh chúng ta cũng không khó nói. Một thằng nó to, nó bự, nó đông quân rồi này kia, phải dùng đến công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong lúc này thì bà may có thể tiêu diệt được, mình dự đoán là gì. Hoặc là những cảm tử quân máy bay không người lái từ các nước, siêu của các nước nó đưa đến cho Ukraine sử dụng, thì bà may đánh sâu vào những cái ổ kiến
ổ kiến thì mới là hấp dẫn được. Mình dự đoán là gì? Mà mình dự đoán trong tương lai nữa là ok. Nếu mà Ukraine đã thua năm 2022 trong vòng một tuần, Ukraine đã thua. Mà đến giờ phút này Mỹ đã viện trợ, coi như là Mỹ đã sát cánh cùng Ukraine. Khỏi viện trợ này đâu phải là ít đâu, nó dự trù cũng khoảng hết năm nay hoặc cả năm sau. Trước đây là 40 mấy tỷ gì đó, đánh khoảng 2 năm tới giờ mới hết tiền. Bây giờ 6 mấy tỷ nó kéo dài cho 2 năm nữa. Thì 2 năm nữa mình dự đoán thử Nga có sập hay không, hay là thằng biết đâu thằng Putin nó mình chết mẹ rồi xong. Nó gây ra cái thiệt hại kinh tế rồi, nó gây ra đủ thứ chuyện trên đời. Nó thúc thằng đàn em Iran để gây chiến, nhưng rốt cuộc không thành. Bây giờ đang im lặng đấy bạn. Đó mình dự đoán là nó tuần sau thì về mình sẽ dự đoán thằng này nó đánh đấm đá như thế nào trên sân cỏ. Nha. Bây giờ chúng ta tới cái mục mổ xẻ này. Nga có cái gì và U gây ra sắp tới có cái gì, chúng ta mổ xẻ này. Ha. Nga phải trận đánh những thời gian đầu á, trận đánh những cái thời gian đầu phải nói là quyết tử, ha, quyết tử với tử quốc. Ukraine mình phải mổ xẻ ra là những chiếc xe tăng của Liên Xô nằm rải rác, phải nói là trong khi đó là mình phải nằm rải rác trên đường, lính Nga chết hàng rạ, máy bay trực thăng rớt, rồi chúng ta phải mổ xẻ nó, máy bay tu cũng rớt, rồi máy bay do thám cũng rớt, ha. Hạm đội cũng cháy mấy chiếc, tàu ngầm cũng vớt một chiếc. Mình phải mổ xẻ ra. Đó là ưu tiên cho thằng Ukraine. Còn Nga trong cái thời gian 2 năm thiệt hại rất là nhiều, nhưng là vì nó là hàng thứ hai của thế giới về quân sự, cho nên thì nó coi như là cái dạng như là lấy thịt đè người, giống như Trung Quốc thì lấy thịt đè người. Nhưng nhờ sự mình phải mổ xe, nhờ sự cái công nghệ bây giờ, chiến tranh bây giờ nó không giống như chiến tranh thế giới thứ hai ngày hôm xưa dùng biển người. Bây giờ dùng kỹ thuật số, dùng cái đầu óc để 200 một cái chiếc máy bay không người tháng mang một cái chất nổ hoặc là mang một cái lựu đạn cũng đủ giết một cái chiếc xe tăng nó mấy chục triệu. Phải nói mình mổ xẻ, càng mổ xẻ chúng ta càng thấy rằng bên của Liên Xô rất thiệt hại rất là nhiều. Mình mổ xẻ đi, cái biển đen chẳng hạn. Đấy. Trước đây Nga cấm thằng nào vô là nó dớt, hễ thằng nào vô tới là nó nghi là giúp cho Ukraine là nó dớt. Nhưng từ khi mà có thuyền không người lái lũi vô tại chỗ ảnh bây giờ là coi như là từ từ sẽ vắng bóng. Thằng này sẽ vắng bóng đi. Ha, nó sẽ dời xa không bao giờ quay lại nữa. Mình mổ xẻ nếu thằng Liên Xô mà nó thắng là đã thắng.
chiến trận nó đưa quân tới, chỉ trong thức ăn ba lô của thằng lính có 3 ngày thôi, và nó sẽ lấy toàn cảnh của đất nước Ukraine. Nhưng thực chất hôm nay sau 2 năm ấy vẫn còn. Điều đó mình nói là cũng mừng cho Ukraine, và cũng là một động lực cho cái nền dân chủ vững chắc trên toàn cầu. Ha. Phải vậy mới được thì thế giới này mới bình yên được. Còn không như thế thì không, thế giới này không bình yên vậy. À. Thằng này mình lấy mổ xẻ ra đó, khi mà anh ấy mình lấy mổ xẻ máy bay không người lái vừa rồi cách đây cũng tháng trước, 12 cái mày nhà máy lọc dầu của Liên Xô bị cháy thê thảm, thiệt hại hàng tỷ đô la. Nó thiệt hại như thế nào? Lúc đó là giá dầu bắt đầu nó nhích lên một tí xíu, anh thấy không, khủng khiếp không? Còn trong tương lai chứ, nghe tin mới rồi là Ukraine có cái loại 3.000 km á, bay 3.000 km lận thẳng Siberia luôn. Chờ đi bác. Rồi vấn đề cái mổ xẻ hôm nay là như thế, còn những cái ngày tới mình sẽ mổ xẻ nó như thế nào. Đạn dược tới nè ha. Hỗ trợ của đồng minh NATO tới nè, rồi quân sư từ Mỹ cũng đến nè. Chiến này hơi bị mệt. Mình nói hơi bị mệt. Rồi. Bây giờ đi tới mục thứ 6 đi. Đó, chúng ta chia sẻ cái mục thứ 6 chúng ta. Mình chỉ chia sẻ về vấn đề môi trường hồi sáng và rác rồi. Bây giờ chúng ta chia sẻ môi trường không khí. Không khí, bạn sống, bạn muốn có một cái tuổi thọ lâu dài, bạn phải cần có không khí. Không khí đó là không khí, không phải là độc hại, mà không khí là từ cái cây trồng. Như tháng này mùa xuân bắt đầu nó nở hoa, nở lá, nở cành, nó tạo ra một cái không khí CO2 cho chúng ta để thở. Và cái không khí từ cái ngành công nghiệp nó thải ra, chẳng hạn mình nói như đất hiện giờ, nó dẹp đi hết các nhà máy sản xuất điện bằng alium, nhiệt điện bằng alium, dẹp hết trong tương lai. Đây tới năm 2030 những cái nào còn mới thì nó để lại, còn những cái nào mà nó cũ dẹp là sao? Trong chiến tranh này bạn biết rồi đó, không may thằng Putin nó é gần cái này, nó chơi một trái quả tiễn tới ngay chỗ khu vực nào có nhà máy sản xuất điện là nó nổ tung cả banh cả nước. Thành ra thằng Đức này nó còn chần chờ là cái vụ này, nó phải chờ. Tại sao? Nó không phải người ta sợ, mà người ta sợ
sợ là dân người ta chết, là nó chờ cho đó cái không khí, nó phải giải quyết cái tụi này, tụi cặp đò này, rồi để nó bao lại cái khác, nó sẽ bao nhiệt bằng gió này, điện bằng gió này, dùng gió này, không gây ô nhiễm này, và dùng năng lượng mặt trời không gây ô nhiễm để tái tạo ra, và lấy nước từ biển để tách mặn và nước ngọt ra làm đôi. Khi đã tách được hai cái đó rồi thì nước ngọt đó đó nó lại tách thêm một lần nữa, nó tách thêm một lần nữa để thành ra cái khí để chạy trong cái ngành auto. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Nó đã thử nghiệm xong, nó đã thử nghiệm xong hết hoàn toàn, bây giờ đang thi hành tới năm 2030 là Đức thì sử dụng về cái khí đó. Cái khí đó, sau khi nó tách nước ra rồi đó, thì còn cái khí đó nó đốt ở đây đó là nó đốt cho tất cả các xe chạy xe nè, có thể là lấy cái khí đó sản xuất ra điện nè, lập nhà máy điện nè, sản xuất ra điện nè. Ở gì nữa? Rồi tới năm 2050 đang nghiên cứu tới năm 2050 để dùng cho máy bay ha. Cái máy bay là sau cùng, 50 là máy bay sau cùng. Thành ra cái không khí đó quan trọng, rất là quan trọng. Khi mà xe ô tô nó chạy rồi thì nó thải ra trong đó là gì? Nước. Không phải là khí độc carbon nữa mà. Nóng, nó không phải thải nóng nữa mà chảy bằng nước. Nó lại chảy bằng nước ra bên trên đường gì đâu có ô nhiễm gì đâu. Đúng không? Quá tuyệt vời. Đó là đến đây môi trường không khí. Còn riêng thằng châu Âu này, riêng những cái ngành, những cái nước dân chủ công nghiệp tiên tiến như thế này, người ta sẵn sàng đầu tư, bỏ tiền chính phủ người ta. Không phải là chính phủ chỉ qua là cái quyết định thôi. Để ra quyết định thi hành. Thì các tập đoàn, xưa giờ là bắt đầu nó thi hành cái luật này. Nó dành cho những nó nhà nước không phải ôm hết, không làm nổi nhà nước ôm không làm nổi, nó giao cho mấy thằng kia hết, mạnh nào đấy làm đó, luật tao ra vậy, mạnh nào nó đã thét từ đâu đó nào nghiên cứu, nhà nước bỏ tiền ra nghiên cứu, cái tiền thế của dân nhà nước lấy đó cho những cái người nghiên cứu thích thành đạt, trả lương cho những người đó. Đất nước người ta nghe. Còn sao đất nước khác sao? Môi trường thì dơ bẩn, không khí thì ngột ngạt, vậy sao anh sống được? Anh sống cái tuổi thọ, anh sống xây gì cái đất nước của người ta, tuổi thọ nó lâu bền, còn không khí chừng 50 năm mấy nghèo rồi, hết sức rồi, nghèo rồi, còn mấy ở đây trời ơi sống lâu 75 tuổi.
trung bình ở đây 75 tuổi. Nhờ cái không khí đó, bởi vì người ta đấu tranh triền miên, đấu tranh những cái người bảo vệ môi trường, người ta đấu tranh để nó đạt được đến ngày hôm nay, chứ không phải cái công phí người ta bỏ ra. Rồi hôm nay mình chia sẻ về không khí. Môi trường có còn nhiều nữa, rác nè, không khí nè. Ngày mai mình sẽ chia sẻ vấn đề khác thêm mà. Bây giờ đi đến cái luật pháp của nước Đức. Luật pháp Đức năm 2023 đã ra, và năm hàng năm nay thi hành cái luật này. Mình nhắc lại, đây là mình phải nhắc thường xuyên để làm gì? Để cho những cái bậc cha mẹ có những đứa con từ 10 tuổi, đã đạt được 10 tuổi, nên đầu tư cho cháu hai ngoại ngữ, dù không thông minh nhưng cũng đến lớp 9 là ok. Bạn có thể cầm xin visa tại post shop sở tại để thứ nhất và được qua đây học một cái ngành, một cái nghề. Mình chỉ nhắc lại thôi. Mà muốn muốn các bạn muốn hiểu rõ thêm thì coi những cái clip những cái ngày trước, trước ngày 23 mình có mấy cái clip đó, mình có mấy cái clip đó, mình đã đi chi tiết cặn kẽ hơn rồi. Chiều hôm nay mình chỉ nhắc lại thôi ha, để các bạn vào xem cái clip này, các bạn có thắc mắc cái gì các bạn bình luận ở lưới để tham khảo thêm. Mỗi cái clip mình đều nhắc cái vụ này để làm gì? Để người làm cha làm mẹ thúc đẩy con mình đi đến mục đích, rồi sau đó thoát cảnh nghèo khổ đói. Chỉ có con đường học vấn mới đưa bạn đến mục đích được. Và đưa bạn đến một cái giấc mơ. Còn không, không có luật, không có học, không có hành, nghèo vào nghèo mãi, nghèo triền miên. Bạn nên nhớ là như vậy. Tiếc thay, đất nước chúng ta không có cái vấn đề xã hội để một đứa trẻ sinh ra đào tạo cho nó thành người. Không có một cái khoản thế nào, không có một cái khoản tài trợ nào của chính quyền sở tại để đào tạo từ một đứa bé cho đến trở thành người giúp ích cho xã hội. Mình cũng nói rồi, những cái clip trước sao là người ta đầu tư một cái đứa trẻ 20 năm hoặc là 25 năm, người ta lời được 15 năm. Đó là lấy tiền lại thôi. Còn những cái thằng mà nó thông minh, nó bác sĩ này, tiến sĩ này, rồi nói chung là những cái thằng mà nó hay nè, thể thao giỏi nè, nó những thằng đi đi giỏi, giàu có hơn nè, nó còn trả gấp bội.
cho cái vấn đề đầu tư này mà đất nước mình không nhìn thấy ra. Không nhìn thấy chỗ này mà chỉ biết ếm con người ta đến một cái mức cho người ta ăn, đến một mức đủ 5 điểm là ok, còn 10 điểm không được, 6 điểm không được mà dẹp. Phải nói là buồn ha, không khác thì chờ ngày mai trời lại sáng rồi chúng ta sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra, chứ nói hoài nói mãi chẳng tới đâu cả. Xin dừng tại điểm này và mình đi điểm thứ 8, trải nghiệm. Trải nghiệm của mình ha, bản thân mình. Hồi sáng mình cũng đã nói về cái trải nghiệm của mình từ khoảng thời gian 7-8 năm gì đó, 89, 91 đến 98 là 8 năm. Bây giờ từ 8, từ 98 bắt đầu mình sẽ làm gì khi mình đã được cái tấm ao xì quai nhỏ xíu này đó. Đây là tấm ao xì quai giống như là cái chứng minh nhân dân đức, tấm nhỏ xíu này thì mình phải làm cái gì? Thứ nhất nè, mình được phép đi làm, mình được hưởng những cái trợ cấp xã hội nè. Nếu mà mình dưới mức thấp cho phép, không cho phép thì mình được trợ cấp ha. Rồi giấy tờ mình cũng được vĩnh viễn tại đây. Bắt đầu mình cũng phải, từ đó mình có công việc nó nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Sao nhẹ nhàng hơn là chẳng hạn như là mình lấy cái này cho bạn xem ha, nó nhẹ nhàng hơn lắm, nếu bạn có thì nó nhẹ nhàng lắm. Nếu mà bạn có thì nó rất là nhẹ nhàng. Yeah, mình chờ mình vài giây. Bạn có thì bạn rất là nhẹ nhàng. Bạn được đi làm nè. Bạn được phép buôn bán nè. Nói chung mọi thứ, quyền công dân của bạn được ok hết, chứ không bị cái gì cả. Cho nên mình phải kiên trì, không gì hơn phải kiên trì thôi các bạn. Còn không có cái sự kiên trì thì bạn không có thể đạt được, mà bạn sẽ trở thành người đây ha. Các bạn, mình đang lái chiếc xe này ha, thấy không? Bạn thấy không? Mình được phép học bằng này và được phép lên chiếc xe tải
chở hàng lên chiếc xe tải. Rồi sao nữa? Đây là chiếc xe cũ mình lái đây. Đó. Mà thấy không? Nó lợi thế rất là nhiều. Rồi gì nữa? Còn nhiều lắm ạ. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ một tí xíu thôi. Còn phải nhiều bằng khác, còn nhiều cái khác nữa. Thì sau mình sẽ cho bạn xem là bước thứ hai, bước tiếp theo là cái gì. Rồi sau đó là sao? Giấy tờ đưa người thân qua đây. Đó là trải nghiệm của mình trong những trong khi mình được ở lại đây, mình cũng như là quyền công dân của một cái nước sở tại. Ngoại ngữ anh biết rồi thì anh có thể học được cái đó, học cái táp lờ đó, cái bằng nâng đó, rồi bạn đưa giấy lên xe tải. Đó. Công việc nó nhẹ cho bản thân một tí xíu mà được lương cao. Còn tiếp theo cái trải nghiệm của mình còn cái gì nữa thì ngày mai, những cái thời gian tới mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Bây giờ mình đi qua cái phần trải nghiệm của mình đi. Bây giờ đến cái quê hương, còn lại 45 phút cho quê hương thì chúng ta thấy đau lòng một tí xíu, nhưng không còn cách nào hơn, phải như thế thôi. Hiểu không? Nắng nóng nè, không nước, cháy rừng tràm U Minh đủ thiếu, lúa không có nước, cháy chết, thất mùa. Lý do ở đây không phải là thời tiết, khí hậu. Đó là một phần thôi các bạn. Mà bạn nghe thằng Huy nó nói là cái gì? Mấy thằng ở trên, mấy thằng nấc ba, thằng nấc ba phía Bắc đó, thằng đó là cái thằng mưu mô. Những cái thằng đó là những cái thằng mưu mô. Nó muốn chúng ta phải chết vào nó. Nó muốn chúng ta phải lệ thuộc vào nó. Mà các bạn không nhìn thấy ra. Ở trên đó, ở trên Lào nè, ở trên Lào nè, nó xây biết bao nhiêu cái đập đang nằm ở trên đó nè. Rồi chuẩn bị nè, tới Campuchia nè, đâu từ cái đường mạch đó nó thông qua Campuchia, mình mất một cái đoạn, mất một khoảng mất mới mà chúng ta học. Chính phủ chúng ta đã nhìn thấy ra nhưng mà không dám làm gì. Tại sao vậy? Còn phía của tụi nó chẳng hạn, nó đi xuống Lào, nó Lào mà nó xây biết bao nhiêu cái đập ở Lào. Rồi phên trên đất của nó cũng vậy, nó xây biết bao nhiêu là cái đập ở trên. Thành ra cái năm nay, mỗi năm là nó càng kiệt quệ sớm hơn một tí xíu. Tại sao những cái năm xưa là nó không có? Đồng bằng sông Cửu Long đâu mà nó mưa nước đầy phôi hết. Không có bao giờ mà xảy ra cái chuyện này. Chưa bao giờ có xảy ra chuyện này. Năm ngoái, năm nay, năm ngoái còn đỡ, năm nay là triệt luôn, triệt sớm luôn.
nó chơi vậy nó. Cái thằng này là cái thằng bún xin. Ngoài Biển Đông thì là nó chơi đồ lợi Philippines ha. Hai bên kình nhau không ấy, đâu mà đâu có phải biển của nó đâu, đâu mà tới từ 1.000 mét luôn á, nó từ ở trên kia luôn á, tại sao mà nó xuống đây nó gây sự ở đây vậy? Phía bờ thì sẽ chơi nước nguồn, còn phía biển thì là đậu má nó khoanh dòng ha, nó khoanh dòng. Còn phía nam này thì là đó, nó chơi một cái cảng ở Campuchia. Còn cái gì nữa? Chúng ta đang nằm trong cái lòng, chúng ta nằm trong cái rọ của nó rồi ha, mà chưa nhìn thấy ra. Rất là đau, là một người con của quê hương, phải nói là rất là đau. Rất là đau mà không biết làm sao. Chờ thôi. Chờ một ngày nào đó mình cũng hy vọng có một cái sự gió đổi chiều. Chứ không còn cách nào khác hơn các bạn. Hãy chờ một ngày nào đó gió sẽ đổi chiều, trái đất xoay vòng, thì chúng ta cũng biết rồi đó. Không có khi nào vĩnh cửu cả. Không có ghi vào vĩnh cửu. Nên nhớ là có khi nào vĩnh cửu cả. Không ai vĩnh cửu cho sống mà trọn đời cả. Còn phải chết, vua anh còn phải chết nữa, nữ hoàng còn phải chết, 120 tuổi cũng phải chết thôi. Thì nó chưa đến lúc là phải chấp nhận thôi. Thôi bây giờ còn lại 10 phút, còn 3 mục nữa. Mình xin... cái mục này là cái mục bình luận, thì qua mấy mục trên ha, thì còn lại 10 phút thì mình gửi lời đến những bạn và cộng đồng đã bỏ rồi thời gian quý báu của mình để chúng ta cùng tham khảo và xây dựng một cái clip của mình cho nó tốt hơn, thì nên bình luận ở dưới để cho mình biết. Chỉ có như thế. Cho cái bình luận này mình dành, mình là người chia sẻ, mình là người chia sẻ từ 1 đến 9, mục lục từ 1 đến 9, thì tới cái đoạn mục 10 này, mình sẽ dành riêng cho những người xem cái clip của mình để chia sẻ cái vấn đề mình truyền đạt nó như thế nào. Vấn đề mình truyền đạt đi nó như thế nào, truyền đạt, truyền đạt nó như thế nào ạ? Xin vài lời bình luận ở dưới để mình biết. Xin cảm ơn. Còn phần mục thứ 11 này thì là mình xin đến lời cảm ơn, nói chung là lời cảm ơn
qua 51 phút đồng hồ thì mình xin nói lời cảm ơn đến ai đó đã bỏ chút ít thời gian để xem cái clip này của mình. Nếu thấy bổ ích, xin chia sẻ cùng cộng đồng và người thân của mình, người bên cạnh của mình, và lan truyền rộng rãi để giúp mình một tay cho nó có sức lực, để cho mình có một cái đoạn đường còn lại. Xin chân thành cảm ơn. Và còn vài giây nữa mình cũng xin phép cho mình ít phút để nghe một bản nhạc êm dịu. Cho nó giãn gân giãn cốt chẳng hạn. Vài giây thôi các bạn. Thì mình thấy cái bản nhạc này nó cũng nhẹ nhẹ và lỗ tai tí xíu. Đăng ký kênh để theo dõi tiếp cuộc hành trình của mình tiếp theo là gì. Và lưu tiện xin một like để làm cuộc hành trình bước tiếp theo, cũng là một sự động lực, một sự tiếp sức để chúng ta còn gặp lại nhau trong những lần kế tiếp, hoặc là chúng ta gặp lại nhau trong những cái clip, những cái ngày 24, 25. Và lời cuối, mình xin cảm ơn hết tất cả giúp mình một tay để trên đường đi trôi chảy. Và lời cuối, xin chào.